Từ đó trái tim rộng mở, lan tỏa, phủ trùm và không bị kẹt vào tình yêu giới tính. Đạo và đời có hai lối đi rất khác nhau. Trong phần chia sẻ hôm nay đó, thầy sẽ phân tích: thứ nhất, tình yêu là gì? Thứ hai, những hậu quả khổ đau do hưởng trái cấm sớm. Thứ ba là đạo đức trong tình yêu. Và cuối cùng là những điều cấm kỵ trong tình yêu, để lứa tuổi thanh thiếu niên có thể trưởng dưỡng tình bạn trong sáng cao quý. Và khi nào đến tuổi yêu thì ta yêu một cách đúng, có giá trị, hạnh phúc, phù hợp với văn hóa Việt Nam và phù hợp với văn hóa đạo đức Phật giáo. Trước nhất và định nghĩa về tình yêu, thì xin trích dẫn đoạn thơ của nhà thơ Xuân Diệu trong bài thơ Yêu. Có lẽ tất cả các con ít nhiều đều đã thuộc lòng. Xuân Diệu cho rằng: yêu là chết trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà chắc được yêu. Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu, người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết. Chấm chấm chấm. Đây là một trong những mô tả về tình yêu đơn phương. Và cái chiều đơn phương đó vẫn đặt ra trên một cái căn là cho và nhận. Cho tất cả, cho tấm lòng, cho tình cảm, cho thời gian, cho sự nhớ nhung, cho tất tần tật. Nhưng mà người kia không biết, mà không biết lấy đâu nhận. Cho nên muốn yêu mà chẳng đón nhận được tình yêu phản hồi, nỗi khổ niềm đau trong cô đơn đó đã làm cho rất nhiều người phải gặm nhấm với các bất hạnh một mình. Và nếu trải lòng với một tình yêu như vậy thì sự chết dần, chết mòn cảm xúc là điều không thể tránh khỏi. Ở đây theo Xuân Diệu là vì hoặc bị người ta phụ tình, do người ta có một bóng hồng khác, một chàng trai khác, hoặc là vì người ta thờ ơ, tức là không quan tâm đến, không mặn mòi gì với những gì mà chúng ta dành ra một cách trân trọng, hoặc là người ta chẳng hề biết, vì cái tình yêu đó chỉ đơn thuần là một chiều, ta chưa có cái dịp để biểu lộ, bày tỏ nó ra. Rơi vào hoàn cảnh tình yêu một chiều hoặc đồng sàng dị mộng á, quả thật là một nỗi khổ về niềm đau. Đức Phật đã liệt loại tình yêu đó là ái biệt ly, tức là thương nhau mà phải chia lìa. Chia lìa ở đây không phải là vì cái khoảng cách địa dư giữa hai người xa cách nhau nghìn trùng, nó chỉ là một trong những tình huống thôi, mà là có một cái khoảng cách tâm lý, một cái gì đó rất là khó diễn tả được. Ta không phù hợp với nhau và không cảm nhận được nhau, cho nên đó, càng yêu càng làm cho nhau khổ đau thôi. Và bây giờ chúng ta thử lắng nghe nhạc sĩ Trúc Phương trong bản nhạc Buồn trong kỷ niệm có một đoạn mô tả về tình yêu sau đây. Đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn, đôi khi nhầm lỡ đánh mất ân tình cũ, có đau chỉ thế, tiếc thương chỉ thế, khi hai mơ ước không chung cùng vui lối về. Đó là một đoạn ca từ lâm ly, bi thiết, khổ đau, dằn vặt, tiếc nuối, hờn dỗi. Và nó bộc lộ ra một cái gì đó mà người muốn yêu nhưng mà lại không trọn vẹn được hạnh phúc trong tình yêu. Ở đây nhạc sĩ Trúc Phương đã đưa lên một cái bàn cân với một tỷ lệ 1/100. Cái hạnh phúc của tình yêu là 100 thứ, nhưng mà khổ đau do yêu sai, yêu nhầm người, yêu nhầm tuổi, yêu nhầm thời điểm,
yêu sai tình huống đã dẫn đến cái khổ đau vạn lần. Cho rằng là tình yêu không có hạnh phúc là một điều không sự thật, mà cho rằng là tình yêu là tất cả hạnh phúc lại là một điều dối gian. Cái cảm nhận hạnh phúc thì ít, nhưng mà trải nghiệm nỗi khổ niềm đau thì rất là nhiều. Và theo Trúc Phương đó, nó có một số các lý do sau đây. Hoặc là một trong hai người đang trải nghiệm cái sự yêu đương nhầm lỡ, nó có một cái lỗi gì đó trong yêu, chẳng hạn như là yêu hai người, hoặc yêu mà mình không biết quan tâm nâng đỡ người mình thương, mà chỉ muốn người khác phục vụ cho mình trở thành một quan tòa. Hoặc là do mình đánh mất cái ân tình, cái trái tim người ta dành cho mình đón nhận một cách rất là hời hợt, không trân quý. Và nguyên nhân quan trọng hơn ở câu cuối cùng, nhạc sĩ cho chúng ta biết, đó là hai mơ ước không chung cùng vui lối về. Nghĩa là hai trái tim này như là trời và trăng, ngày và đêm, nước và lửa, do đó khó có thể hòa cùng một nhịp đập. Cho nên càng đến với nhau, thiếu nền tảng người biết theo Đức Phật dạy là sự đổ vỡ hạnh phúc. Cho nên càng dấn thân xa, sâu, nhiều vào trong tình yêu không có chung lối về đó thì không thể nào có được tương lai. Chú Phương đã hiểu được tinh thần Phật dạy và gợi ý cho những người đang bị khổ trong tình yêu đó một cái nhận thức rất rõ. Có đau chỉ thế, tiếc thương chỉ thế, không làm thay đổi được tình huống. Thì đau đã làm gì? Tiếc cái cuộc tình không thành công để làm gì? Và do vậy cần phải điều chỉnh nhận thức, điều chỉnh thái độ, điều chỉnh lối sống và điều chỉnh cái quan hệ đối tác giữa hai người đang yêu. Và nếu ta lấy nền văn hóa Việt Nam làm gốc, đạo đức Phật dạy làm chuẩn, thì các cuộc tình chúng ta có thể diễn ra chậm hơn, nhưng độ bền và hạnh phúc của nó sẽ cao hơn. Trong bài kinh, Đức Phật phát họa cái diễn tiến của tình yêu gồm 4 bước qua 4 từ: xúc, thọ, ái và thủ. Tình yêu bắt đầu bằng sự tiếp xúc. Mắt đối với các hình thái, màu sắc, tới hình thù, vóc dáng của người mình quan tâm. Tiếp xúc qua ánh mắt, nụ cười, tiếng nói, thậm chí là những cái nhìn vụng trộm. Và cái cảm giác chúng ta bắt đầu phát sinh, hoặc là thích hoặc không thích. Thích thì tìm cách đến với nhau, không thích thì tìm cách đến với người khác. Từ đó ái, tức là tình yêu, bắt đầu xuất hiện, hoặc một chiều, hoặc hai chiều, hoặc hiểu nhau, hoặc không hiểu nhau, hoặc chỉ đơn thuần để hưởng thụ các khoái lạc giác quan trên việc tiếp xúc thân thể và làn da, hoặc là nuôi dưỡng dưới một góc độ tình yêu cao thượng, trong sáng, có giá trị. Từ đó phản ứng tâm lý diễn ra là tư hữu hóa người đó về mình, và muốn mình là sở hữu chủ duy nhất và là đầu tiên. Các quan niệm như thế nó dẫn đến sự chấp trước, những cái ràng buộc tạo ra nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Và tất cả những vị xuất gia theo lời Phật dạy đó đều nắm rất vững cái diễn tiến 4 bước của tình yêu và sự chấp trước đó, thoát ra khỏi bằng việc chuyển năng lực này trở thành tình từ bi, không đè nén, không ức chế. Bởi vì đè nén nó dẫn đến các phản ứng phụ, ức chế dẫn đến các nỗi ám ảnh và dằn vặt trong cảm xúc và tâm lý. Do đó là người tại gia, các con được quyền yêu, được quyền chọn người mình yêu thương nhất hoặc người thương yêu mình nhất làm vợ hoặc làm chồng đúng theo luật định về tuổi tác. Và vấn đề là phải yêu thế nào để được hạnh phúc, và ở tuổi nào thì nên yêu. Luật pháp Việt Nam và thế giới quy định nữ 18, nam 20,
có thể lập gia thất, chính thức trở thành vợ và chồng của nhau. Còn ở tuổi 15, như các con, các cháu chiếm khoảng 1/3 khóa tu, tức là khoảng 1.000 người. Trên 18 tuổi cho đến 22 thì chiếm khoảng 2/3. Do vậy thầy sẽ phân tích phần đầu đó để dành cho vị thành niên, phần thứ hai là dành cho thanh niên gồm nam và nữ để chúng ta có một cuộc tình hạnh phúc. Trong phần hai đó, trước nhất thầy trình bày về những tình trạng bị cưỡng bức tình dục làm cho các bé gái và cháu gái mới ở độ tuổi vị thành niên 11 tuổi trở xuống trở thành là bà mẹ mang trong cơ thể của mình một mầm sống, nỗi khổ đau, sự trầm cảm, rối loạn về tâm sinh lý và các cái thiếu kiến thức làm mẹ đã làm cho nhiều cô bé trở thành nạn nhân của những tên râu xăm. Trường hợp một đó là bé Medina, sinh vào ngày 27 tháng 9 năm 1933 ở thủ đô Beirut, đã trở thành là bà mẹ trẻ nhất thế giới cho đến thời điểm hiện nay, vào lúc bé được 5 tuổi 7 tháng 17 ngày. Có nghĩa là bé đã bị cưỡng bức tình dục lúc bé mới hơn 4 tuổi rưỡi thôi. Và đây là một hiện tượng lạ ở chỗ là bé đã có chu kỳ sớm hơn những người bình thường. Sau đó đứa con trai nặng 2,7 kg, và cậu con trai này đã chết vào năm 1979 ở độ tuổi 40. Là bởi vì thường các trẻ em vị thành niên mà mang thai đó, cái cơ thể cũng chưa đủ sức để nuôi mầm sống đó, cho nên thường sinh ra bị dị dạng hoặc là khó có thể đảm bảo được tuổi thọ. Nay Lina đã được 79 tuổi, vẫn còn sống khỏe. Trong giai đoạn mà cô mang thai đó thì báo chí và các phương tiện truyền thông đã tấn công người cha vì nghĩ rằng cha chính là thủ phạm. Vào thời điểm đó thì chưa có các phương tiện xét nghiệm ADN để xác định đứa con trong bào thai và người bị tình nghi có cùng gen hay là khác. Cho nên cha của cô bé phải chịu nỗi khổ oan ức suốt nhiều năm, cho đến lúc khoa học phát triển, y khoa đạt đến đỉnh cao, xét nghiệm ADN đã được thực hiện, ông mới thoát ra khỏi cái oán hàm oan đó. Như vậy chúng ta thấy là khi trẻ em vị thành niên phụ nữ bị cưỡng bức tình dục, không phải chỉ có các em ấy bị khổ, bị hư cuộc đời, mà cha mẹ, người thân cũng đều bị liên lụy trong nỗi khổ niềm đau chung, với tính cách là cộng nghiệp. Trường hợp 2 là bé Wanvisa Chamuk, 9 tuổi, vào tháng 2 năm 2011, năm ngoái, đã sinh ra một cậu con trai tại bệnh viện thuộc tỉnh Phetchabun, miền Bắc nước Thái Lan. Chồng của cô bé 28 tuổi đã cưỡng bức cô bé khi cô bé 8 tuổi. Luật pháp Thái Lan á, thì cho phép những cái cuộc giàn xếp, và người dân tộc thiểu số đó thì được quyền tảo hôn. Và rất may mắn chàng trai cưỡng bức cô bé trong tình huống này đã thoát khỏi nghiệp tù đài vì cưỡng bức trẻ em vị thành niên. Vài tháng sau đó họ đã kết hôn với nhau. Và bây giờ đó thì bà mẹ này mới được 10 tuổi thôi, phải nuôi một đứa con 1 tuổi như trong hình chúng ta thấy, rất là khổ, bởi vì thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức, thiếu tất cả. Trường hợp 3
là bé DKHA vì muốn bảo vệ danh tính của nạn nhân nên thầy dùng tự viết tắt. 11 tuổi 8 tháng ở xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, đã sinh ra đứa con vào ngày 23 tháng 6 năm 2011, nặng 2,7 kg. Thủ phạm chính là ông Đặng Văn Lưu, 65 tuổi, đã dụ dỗ cháu gái này bằng cách cho tiền, cho bánh. Và cháu bé vì thiếu kinh nghiệm cho nên cứ xem người lớn tuổi đó như là ông của mình. Cuối cùng đã bị người ông đó giở trò đồi bại, làm cho cháu mất cả một tương lai. Bây giờ cháu vẫn trong trạng thái trầm cảm nặng, chưa có thể phục hồi lại tất cả các tâm sinh lý sau khi sinh. Và tòa án đã xử lưu động nạn nhân 20 năm tù. Ngay lúc tuyên án thì nạn nhân đó đã bị biết bao nhiêu các phương tiện truyền thông, báo giới trong nước phê phán vì có những hành vi đê hèn với một cháu gái tuổi chỉ đáng bằng cháu ruột của mình. Theo thống kê của trang web Wikipedia Online thì từ năm 1957 cho đến nay đó, tại châu Á và châu Phi có 6 bé gái làm mẹ ở tuổi 9, tức là bị cưỡng bức tình dục vào lúc mới 8 tuổi thôi. Và từ năm 1834 đến nay có 9 cháu gái 10 tuổi và 8 cháu gái 11 tuổi đã làm mẹ vị thành niên. Đưa các sự kiện và dữ liệu vừa nêu thì chỉ muốn nói một điều và rất mong các cháu vị thành niên trong khóa tu này nên nhớ phải biết tự giữ mình, không ai giữ mình bằng chính mình hết. Muốn bảo vệ mình một cách khôn ngoan và an toàn, các cháu nữ cần phải lưu ý những cử chỉ quá thân mật nằm trong hoặc kép, đến độ bất bình thường của những người giả vờ đóng vai ông, cha, chú, cậu, bác hay là anh trai để có được cái cơ hội gần gũi, hung hít và thể hiện những cái cử chỉ phạm pháp. Điều quan trọng hơn là các cháu nữ vị thành niên cần phải thấy rõ cái nhu cầu tiền mà những tên râu xanh á chu cấp ít hơn rất nhiều so với những gì mà cha mẹ ông bà trong gia đình thân thuộc của chúng ta có thể cho. Vì là sự dụ dỗ cho nên chúng ta ít khi cảm nhận được cái bẫy tiền bạc, quà cáp, mối quan tâm, sự hỏi han, và cần phải tránh tình trạng mê tiền, nhẹ dạ, cả tin vì ta sẽ trở thành con mồi ngon của những người mất đạo đức và sống với sự ngược lương tâm, trái luật pháp. Khi phát hiện bất kỳ ai ở làng xóm hoặc những nơi mà mình đến có các cử chỉ thân mật bất thường, các cháu đừng nên mắc cỡ mà phải báo cho cha mẹ, người thân của mình nhờ trợ giúp. Nếu việc đó diễn ra tại trường thì phải báo cho giáo viên chủ nhiệm hoặc là thầy hiệu trưởng, cô hiệu trưởng, những người có chức năng bảo vệ tất cả các học sinh trong trường của mình để đảm bảo được sự an toàn và hạnh phúc của các cháu gái. Phần 3, yêu sớm là khổ sớm. Đó là một chân lý mà ta không thể nào phủ định. Thầy sẽ trích dẫn ra đây hai tình huống mà những cuộc yêu sớm hưởng trái cấm trước lứa tuổi cho phép đã dẫn đến một hậu quả khủng khiếp cho chính cả các
chàng trai và các cô gái. Trường hợp một, bé April Webster và cậu Nathan Fishburn cùng 14 tuổi sống ở xứ Wales của nước Anh và đã yêu nhau từ tháng 9 năm 2009. Kết quả của việc yêu và hưởng trái cấm trước tuổi này đã làm cho họ sinh và mổ theo phương pháp caesar vào ngày 15 tháng 11 năm 2010. Cháu trai đã được sinh ra nặng 4 kg, được đặt tên là Jamie. Trên bức hình trên đó, đó là cặp vợ chồng trẻ nhất ở tại nước Anh. Trên tay của cô bé là một bé trai 1 tuổi, tức là con của hai người. Hình bên dưới là bé trai đang nằm ngủ một cách hồn nhiên. Mặc dầu trong hình đó, chúng ta thấy cả đôi tình nhân nam và nữ trẻ tuổi này rất vui hớn hở, nhưng thực ra đó là vì chụp trước ống kính, trước báo giới, cho nên đã có một sự chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà sau đó là nỗi buồn triền miên tuyệt vọng vì không có lối thoát, đánh mất tương lai. Gia đình của cô bé và cậu trai đều thể hiện sự điên tiết khi biết rằng con của mình đã phạm vào cái tội tày trời và rơi vào cái hoàn cảnh khổ đau bế tắc như thế. Hiện tại đó, thì đôi vợ chồng trẻ này không thể tiếp tục nuôi đứa con mà bỏ đó thì mang tội, đưa vào các loại mồ côi đó thì mất tình người, cho nên đành phải giao cho ông bà ngoại ở lứa tuổi chưa được 40 nuôi nắng con của họ. Rất may mắn trong tình huống này đó, chàng trai và cô gái đã được cha mẹ hiểu, mặc dù giận lắm, cảm thông, nâng đỡ và khích lệ cho họ tiếp tục đi học để có được một tương lai. Một niềm vui phút chốc để lại nỗi đau mấy chục năm cho gia đình. Sự kiện này cả toàn cầu biết đến. Cái mặc cảm tâm lý, mặc cảm xã hội dằn vặt lên cha và mẹ của hai cháu. Vì đó khi làm một điều gì đó, nhớ nguyên lý Phật dạy: phàm làm việc gì nên nhớ đến hậu quả của nó, để ta không tự hành hạ cảm xúc nuối tiếc về bản thân mình, cũng không làm cho bất kỳ ai, nhất là cha mẹ, phải khổ đau, người thân phải mặc cảm, xã hội đó lên án. Tất cả những điều đó đã làm cho chúng ta không thể nào sống được hạnh phúc, vì đó là những nghiệp quá xấu, quá tệ. Trường hợp 2, đó là bé Chantel Stepman, 15 tuổi, và chàng trai Onfray Patton, 13 tuổi. Sau một đêm tình dục không an toàn, cô gái đã sinh ra một cháu gái đặt tên là Macy Rosen, nặng 3 kg 27. Tấm hình trên đó là cô gái có thân hình vóc dáng như là một thanh nữ trưởng thành. Bên trái cô gái là chàng trai, tức là chồng, và giữa họ đó là một bé, đó là con của họ. Và bên dưới đó, cậu bé 13 tuổi trở thành người cha tí hon, gọi là phát cái lục hành tinh. Và ở đây chúng ta thấy là cả hai gương mặt đó thể hiện là một cái gì đó căng thẳng, mệt mỏi vì phải trở thành cha và mẹ ở cái tuổi mà lẽ ra đó ta xứng đáng để hưởng được các quyền được học, được chăm sóc, được thương yêu, được nâng đỡ của cha mẹ và người thân, và ta có được cái quyền vui chơi với bạn bè về phương diện tích cực để chúng ta có thể tăng trưởng được tri thức, phát triển được cơ thể, làm lớn được các nhân cách. Thì đằng này hai cháu này phải khổ đau vì hoàn toàn không có kiến thức để nuôi con. Như vậy ta có thể biết
là cháu gái đó đã quan hệ giới tính ở tuổi 14 và cậu trai này thì quan hệ giới tính ở tuổi 12, dẫn đến một cái kết quả đau khổ cho cả gia đình. Các bác sĩ rất ngạc nhiên vì ở tuổi 12 và cơ thể nhỏ bé, Barton chưa thuộc về tuổi dậy thì. Sau này khi giám định y khoa, Adele được xác nhận không phải thuộc cậu bé 13 tuổi Barton, mà cha thật của cái cuộc tình vụng trộm này là Tyler Barker, 14 tuổi. Sau đó thì cô gái trả lời với báo giới rằng là ngoài hai chàng trai này ra, cô còn quan hệ giới tính với nhiều cậu học trò khác. Đó là một phát ngôn mà giới chức của Anh phải điên đầu về tình trạng làm giảm và phá hoại các giá trị gia đình tại xứ sở nước Anh. Trong bức ảnh ở trên đó, đó là Barker, tức là thủ phạm chính, lúc đó 13 tuổi. Và khi biết rằng ADN của đứa con trong bụng và được sinh ra là của chính mình, chàng trai hoảng hốt, lo sợ, phủ định và nói những lời rất bạc bẽo như sau: theo thường lệ, các cậu choi choai đều ăn ngủ với cô ấy, tôi chỉ ngủ với cô ấy một lần. Quan hệ tình dục với cô ấy là sai lầm tồi tệ nhất mà tôi đã làm trong đời tôi. Tôi muốn tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy thêm một lần nào nữa. Thành thật mà nói, tôi chả yêu thích gì cô ấy. Tôi nghĩ rằng cô ấy quá xấu xí. Nhưng các cháu gái nên nhớ, khi các chàng trai và những người nam á tế dụ để mình rớt vào cái cạm bẫy và bị trúng mồi, thì phần lớn đều nói những lời rất là ngọt mặt chết ruồi: em là số một, em là nàng tiên, em là vũ trụ, em là tất cả, không ai có thể hơn em, cho đến chết và kiếp sau hình ảnh của em vẫn không phai nhò trong tâm trí của anh. Nghe mùi mẫn và hiến tặng cái ngàn vàng cho những chàng trai và những người đàn ông lừa đảo với những lời ngọt mặt chết rồi đó, các cháu gái sẽ chết cả tương lai và hạnh phúc của mình. Đó là bài học mà các cháu gái phải nên nhớ. Nguyên nhân của cậu ta được đăng tải trên các tờ báo chính thống của Anh, bao gồm tờ BBC: "It was routine for boys to stay over in her bed. I only slept with her once. Having sex with her was the worst mistake I have never met in my life. I wish I have never met her. To be honest, I didn't really fancy her. I thought she was ugly." Trước và sau cái cuộc tình vụng trộm, thái độ của Barker là một thái cực, trái chiều. Và đó cũng là một sự thật phũ phàng, cho thấy rằng là các cháu gái dễ trở thành điểm hồng tâm, bị những người nam, bao gồm các cậu con trai và những người lớn, thiếu nhân cách, thiếu trách nhiệm, thiếu đạo đức, phạm luật pháp, đã hại. Và cái hư hoại đời con gái đó sẽ kéo dài đến vài chục năm sau trong cuộc đời. Bức hình bên dưới các cháu thấy Barton ngộ nhận rằng mình chính là cha của đứa bé, có trách nhiệm ôm ấp đứa con của mình, nhưng hoàn toàn thiếu kiến thức. Và cô gái là vợ trở nên rất hồn nhiên, bởi vì cái việc để cho các chàng trai ngủ chung giường với mình nó diễn ra quá thường đấy, đến độ không còn có gì xấu hổ nữa. Khi mà một người con gái đánh mất sự xấu hổ thì tương lai và hạnh phúc của cô ấy sẽ là con Giê-xu. Và các chàng trai mà đánh mất cái lương tâm của mình
thì toàn bộ cuộc đời của người ấy là một đe dọa cho hạnh phúc của con người. Học theo lời Phật dạy, ta phải trở thành người tử tế, có nhân cách, phẩm hạnh, trách nhiệm, và phải suy tư chín chắn trước khi quyết định làm bất cứ một cái điều gì. Trong Người Biết Ta là một trong những bài học mang tính đối chiếu so sánh rất thông minh mà Đạo Phật đã dạy chúng ta. Các cháu vị thành niên hoặc bị cưỡng bức, hoặc tự mình hưởng trái cấm trái lại với lời cha mẹ dặn, sống một cuộc đời hiện tại bất hạnh, dằn vặt, khổ đau, rai rứt, bỏ học, tiêu tụy, tuyệt vọng, trầm cảm, không biết lối về, khi làm cha mẹ ở cái tuổi choi choi, kiến thức không có, tiền bạc không có, kinh nghiệm không có, lấy gì nuôi con, bản thân mình còn chưa biết lo, ăn chưa biết no, nghỉ chưa đến chín mùi, thì làm sao có được một tương lai tươi sáng. Đó là những điều mà các cháu ở tuổi vị thành niên phải suy nghĩ. Thấy người bị lật xe ở phía trước, mình phải học kinh nghiệm để đừng trở thành nạn nhân thứ hai. Ảnh hưởng xấu đến gia đình, ở đây là cha mẹ, làm cho cha mẹ khổ đau là điều khó có thể tránh khỏi. Theo Phật dạy, đó là bất hiếu lớn nhất trong cuộc đời, mà lỡ rơi vào như thế là một điều rất bất hạnh. Sự kiện vừa nêu đã dẫn đến một sự tranh cãi rất gắt gao giữa những người lớn, giữa những người có chức quyền, giữa các nhà giáo và phụ huynh học sinh tại nước Anh nói riêng và trên toàn cầu nói chung. Thủ tướng Gordon Brown nhân sự kiện hai cặp vợ chồng trẻ vừa nêu đã phải thốt lên một cái lời than vãn chưa từng thấy: một nước Anh tan vỡ. Đó là một cái tan vỡ về các giá trị, nhân cách và truyền thống của con người. And Duncan Smith, cựu lãnh đạo đảng bảo thủ Đức Anh, đã nhận xét sự sa sút giá trị gia đình tại Anh là một điều không thể phủ định. Có nhiều gia đình không bình thường, nơi trẻ con muốn lớn lên thế nào cũng được sao. Đó là một lời phản vấn mà ai làm cha mẹ, làm thế hệ đi trước, bao gồm các nhà giáo, cần phải hết sức lưu tâm. Thế giới tự do phương Tây không phải cái gì cũng tốt, chứ là cái tự do đó nó nuôi dưỡng quá nhiều cái tố chất, cái riêng tôi. Và cái riêng, cái tôi theo Đạo Phật đó là kẻ thù của hạnh phúc. Đào sâu, phát triển lớn, nhân mạnh cái tôi đó chừng nào ta mất hạnh phúc chừng ấy. Theo thống kê, từ năm 1998 đến 2007 đã có 285 cô gái dưới 14 tuổi mang thai, làm mẹ bất đắc dĩ, sinh con phần lớn là rơi vào các cái loại dị tật bẩm sinh. Và đó là thống kê tại nước Anh. Với thống kê này, Anh đã phá kỷ lục một cách tồi tệ tại Tây Âu về các bà mẹ dưới 14 tuổi. Đó chỉ mới là một nước thôi. Các cháu có thể suy ra trên thế giới 200 nước còn lại cũng rơi vào cái hoàn cảnh tương tự. Trên thế giới hiện nay có 16 triệu trẻ em vị thành niên mang thai hàng năm, phá thai hàng năm, dẫn đến cái chết oan của những nắm ruột thịt của mình và trở thành các trẻ em gây nghiệp sát sinh ở cái tuổi chưa lớn. Phần lớn xảy ra tại các quốc gia nghèo, nơi mà giáo dục, học đường và nhiều giá trị của cuộc sống đã bị nền kinh tế vật dụng của phương Tây lan tràn đánh bại. Theo Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, cho đến thời điểm tháng 5 năm 2012, Việt Nam có tối thiểu từ 1,2 triệu cho đến 1,5 triệu ca phá thai
trong đó có 300.000 ca phá thai vị thành niên từ tuổi 10 cho đến tuổi 16. Và những thống kê cũng do hội này đưa ra, Việt Nam có tỷ lệ phá thai cả trẻ em lẫn người lớn lớn nhất thế giới. Vì vậy số lượng các thai nhi bị giết chết hoang uổng cũng là lớn nhất hành tinh theo tỷ lệ dân số. Còn đối với việc phá thai vị thành niên, Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á và đứng thứ 5 trên toàn cầu. Đó là một thống kê mà theo thầy đáng được đưa vào báo động đỏ siêu cấp, không thể xem thường. Ở đây mỗi thành phần phải có trách nhiệm, giới chức lãnh đạo quốc gia, các nhà giáo, các tổ chức xã hội, dân sự, tôn giáo, các bậc cha mẹ, và quan trọng nhất như thầy nói, theo thầy Phật dạy, mọi cháu gái và các cháu trai phải tự chịu trách nhiệm và phải biết thương yêu hạnh phúc của bản thân, cha mẹ và những người xung quanh, để cho những sự việc lỡ làng đó không có cơ hội diễn ra, để ta không gieo nghiệp sát ở cái tội, ở cái tuổi quá nhỏ này. Vì điều đó nó dẫn đến một cái ám ảnh lâu dài và giết chết hạnh phúc của chúng ta. Vì đâu nên ông nổi? Theo thầy, thứ nhất, đó là hệ lụy của một cơn bão các sản phẩm đồi trụy trên internet và truyền thông báo chí trong 10 năm trở lại đây. Và vì công nghệ kỹ thuật số phát triển quá nhanh, và có thể nói nó hơn tiền bán thế kỷ 20 trở về trước đến vài chục lần, đã tác động cái sự phát triển về tâm sinh lý của thanh thiếu niên, và làm cho các cháu gái đó đến tuổi cập kê dậy thì sớm hơn thế hệ cha mẹ ông bà ít nhất là 4 tuổi. Và cái cơ hội tìm kiếm các thông tin xấu này trên các trang web, tại nhà, tại các quán cà phê internet quá dễ dãi, và đến cái việc không biết chắt lọc đâu là kiến thức cần, đâu là kiến thức không cần, từ đó dẫn đến một hệ lụy là khổ mình và khổ người thân. Điều không thể phủ định trong những sự thật đau lòng đó, phần lớn do các cháu không biết hiếu thảo với cha mẹ, không biết phân lời cha mẹ dạy. Dân gian Việt Nam có câu: cá không ăn muối cá ươm, con cãi lời cha mẹ, trăm đường con hư. Trong tình huống về tình yêu, về hưởng trái cấm, về việc học, đảm bảo thế hệ thanh thiếu niên không thể nào hơn cha mẹ được. Cha mẹ đã đi trước, có kinh nghiệm, và do đó những lời khuyên của cha mẹ đôi lúc mình không ưa, không thích, vì ngược lại với cái thói ngang đầu, ương ngạnh, cứng cổ, bảo thủ. Nhưng mà va rồi nên là có giá trị trị liệu, giúp cho chúng ta có được một tương lai tươi sáng. Cho nên học theo lời Phật dạy, phải biết phân lời cha mẹ, nhất là những lời cao ý đẹp, có giá trị hạnh phúc và tương lai. Một trong những điều khác nữa là do vì các cháu không biết tự giữ mình, bảo vệ mình, thương yêu mình, chăm sóc hạnh phúc bản thân mình. Chỉ vì một vài phút si mê, vài giây hưởng thụ trái cấm, mà theo các khoa học gia, cái cảm giác hạnh phúc đó đó, nó chỉ diễn ra 15 giây trên bộ não bằng sự dụng ý với lòng tham hưởng thụ. Thực ra đó không phải là hạnh phúc đích thực. Hạnh phúc đích thực theo Đức Phật đó, đó là sự trải nghiệm làm chủ các giác quan, dòng cảm xúc có những giá trị cao thượng, hướng ta đến một cái tương lai cao quý. Bên trên đó là một bé châu Phi đã làm mẹ ở tuổi 10, và bên dưới là một bé gái người Nga 11 tuổi đã có đứa con 3 tuổi. Năm nay bé được 14 tuổi.
Việc không biết giữ mình nó sẽ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm HIV và các loại bệnh lây nhiễm qua đường máu và đường tình dục. Do đó các môn học đạo đức tại nhà trường và giáo dục giới tính, các cháu phải xem nó là sự hỗ trợ để bảo hộ mình, chứ đừng xem nó là vẽ đường cho hư dại. Khôn thì biết tận dụng các giá trị tích cực của môn học đó để sống có tương lai và hạnh phúc. Còn kẻ dại dột thì lấy đó làm cái chiêu bài hưởng trái cấm sớm, là hại cái đời và tương lai của mình. Theo thầy, để tránh những tình trạng này, các con và các cháu nếu đồng tình với các quan điểm mà Đức Phật dạy được thầy chia sẻ trong buổi hôm nay, thì hãy phát nguyện: một, nói không với ăn cơm trước kẻng. Các cháu hãy nói lớn lên: nói không với ăn cơm trước kẻng. 1, 2, 3. Nói không với ăn cơm trước kẻng. Xin dành một tràng pháo tay để tự tán dương mình. Đó là một quyết tâm rất trong sáng và rất có ý nghĩa. Thời minh họa bên dưới đó là hai sinh viên đã góp gạo thổi cơm chung, là xem đó như là cái cách để tiết kiệm kinh tế gia đình. Nhưng đây là một lối biện hộ sai lầm. Một bài học mà ta phải nên nhớ là: già nhân ngãi non vợ chồng. Khi sống chung như thế, cảm giác nhàm chán xuất hiện. Và các chàng trai thường nghĩ thế này: cô ấy cho mình hưởng thụ được, cô ấy cũng có thể cho bất kỳ chàng trai nào khác hưởng thụ được, vậy cô ấy là một vật bỏ đi, ta lợi dụng cô ấy để hưởng thụ cái mà mình cần hưởng thụ. Đó là lối suy nghĩ rất thông thường và phổ biến của phần lớn các chàng trai và người nam. Các cháu gái phải nhớ nằm lòng điều này, giữ cái giá ngàn vàng của mình tốt và bên chừng nào, các cháu có giá trị chừng ấy. Đừng dại dột nghĩ rằng là việc dâng hiến đó là thể hiện tình yêu thương, đó là thể hiện sự đánh mất tương lai. Tôi không muốn làm bạn với tử thần, tôi không muốn làm bạn với HIV/AIDS, tôi không muốn làm bạn với khổ đau, tôi muốn có một tương lai tươi sáng. Biết stop đúng lúc. Hãy vẫy tay chào với những cậu con trai giàu, cậu đó có gia đình danh giá, có giàu sang, có hứa hẹn, có thề thốt cỡ gì nữa, cũng đều là những lời dọa dẫm lừa đảo thôi. Nói không với việc đến những nơi hoang vắng và lãng mạn. Lý do là con gái đó sống bằng cảm xúc nhiều, nơi hoang vắng đó là một cái cơ hội đó, cái cảm xúc nó dâng trào rất nhanh. Cái lãng mạn phần lớn được các cô con gái đánh đồng là tình yêu. Bằng cái hoa hồng tạo một sự bất ngờ, cho một thẻ sô-cô-la, mời đi chơi ở cái nơi mà có nhạc tình mùi mặn lãng mạn, thì các cô gái chết chắc. Và đó là một sự tấn công rất bài bản của các chàng trai và những người nam lão luyện về cái việc dụ dỗ và lợi dụng phụ nữ. Cho nên khi bạn trai mình mời mọi như thế thì các cháu phải nghĩ trong đầu: tốt nhất ta nên gặp nhau ở trường, ở lớp, ở thư viện để cùng học, để nuôi dưỡng các giá trị nhân cách quý cao. Các cháu mà có đến vài chục năm sau khi trở thành người lớn, chính thức là vợ chồng của nhau, lúc đó các cháu muốn hưởng về đời sống vợ chồng, còn đến lúc còn chán nản, còn mệt mỏi, vội vã sớm để mà được cái gì. Và phải hướng dẫn các mối tình có vấn đề đó trở thành một cái gì đó bình thường, đó là gặp nhau ở những nơi công cộng thôi, nơi mà các chàng trai không có cơ hội để lén phén làm những cái chuyện không nên làm.
Và một tu tưởng gia đã từng nói, các cô gái e lệ giống như là một tòa lâu đài, bên ngoài thì thấy uy nga to lớn hùng vĩ, nhưng bên trong là không có then gài đẩy cửa ra vô được. Cho nên các cô gái đừng nên dại dột mà yêu bằng cái lỗ tai. Đẹp trai không bằng nói dai là thế. Để nói nó ngọt, nói mùi, nói hấp dẫn, nói duyên dáng. Nó như thể rằng thế giới này chỉ có hai người, một người nói một người nghe, thì các cô gái sẽ bị vướng bẫy. Nên tránh và quyết tâm tránh nói không với rượu và ma túy, vì rượu sẽ làm cho các chàng trai đó mất sự kiểm soát, hư đốn từ nhỏ. Và nữ mà uống rượu bia lại càng hư hơn, vì thân thể chịu không được không nổi, và dễ dàng trở thành đó là cái mồi ngon cho những người xấu. Ma túy bao gồm đập đá, thuốc lắc và nhiều loại tổng hợp khác đều giết chết tương lai cả nam lẫn nữ, BD và ô môi. Ai làm bạn với ma túy là tự kết bạn với tử thần và mất hạnh phúc. Cho nên các con phải nêu ra một quyết tâm: tôi muốn có một tương lai tươi sáng. Là do vậy, chơi với bạn nào nhiễm các loại vừa nêu, ta phải mách bảo với thầy cô giáo để chúng ta có được một cái khoảng cách an toàn. Thế giới giang hồ này ác độc lắm, và không nên đánh giá thấp những cái ác độc của thế giới giang hồ. Và đừng nên kết bạn chơi thân giao du hoặc là thử một lần đối với những kẻ xấu và đối với những độc tố xấu. Sau khi trình bày những điều vừa nêu, đến phần này thầy sẽ trình bày đạo đức trong tình yêu theo Đức Phật dạy, gồm có 5 điều. 1. Tìm hiểu nhau trước khi yêu. Đây là phần dành cho các thanh thiếu niên tuổi từ 17 trở đi. Các tìm hiểu theo Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Chi bao gồm: A. Đồng tính, tức là cùng tôn giáo, để chúng ta có cùng cái tầm nhìn, cùng quan điểm, cùng lối sống. Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, Bà La Môn giáo, Nho giáo là các tôn giáo nhất thần, lấy Thượng Đế làm chuẩn, lệ thuộc vào thần linh, giao khoán niềm tin vào Thượng Đế, và hầu như ít có nỗ lực giải quyết các vấn nạn từ cái sự sáng suốt bản thân. Đạo Phật dạy chúng ta sử dụng trí tuệ làm chìa khóa, phân tích nhân quả để hiểu rõ các nguyên nhân, để tránh và tạo dựng hạnh phúc cho mình. Cho nên yêu cái người khác tôn giáo, các cháu sẽ bị áp lực đổi đạo, đánh mất gốc rễ dân hóa của mình, để làm cho cha mẹ khổ đau và làm cho mình mất đi một phần rất quý giá của bản thân. B. Đồng giới. Giới là đạo đức. Yêu một người nào thì hãy xem là nhân cách, phẩm hạnh, đạo đức của người đó có bằng mình trở lên hay không. Nếu nhân cách, phẩm hạnh của cô gái ấy, chàng trai ấy quá tệ, dầu người đó có giàu, có đẹp trai, đẹp gái, có đủ mọi thứ, ta cũng cần phải tự chọn mình một người khác thích hợp hơn. Vì không thể có một tình yêu và hôn nhân bền vững trong khi một người thì gia giáo, một người đó thì ăn chê. C. Đồng thí. Thí đây là biết chia sẻ, giúp đỡ, cứu người, tặng các quà cáp cho những người gặp nghèo khó, cùng khốn. Sự rộng lượng đó sẽ làm cho cả hai được hạnh phúc, để lo cho bên chồng, bên vợ và những người thân. D. Đồng chí. Đó là cùng chí hướng, cùng lý tưởng, cùng lối sống, cùng quan điểm. Làm bạn của nhau mà kẻ tánh nóng, người tánh nguội thì khó có thể hòa hợp lâu dài. Lúc đầu thì nó hấp lực đến với nhau rất nhanh, nhưng mà về sau đổ vỡ rất chóng. Điều hai, khi yêu thì chỉ yêu một người.
tìm hiểu, làm bạn. Ta được quyền giao du tiếp xúc với nhiều người, nhưng mà yêu chỉ có một người thôi. Đó là đạo đức của tình yêu. Và tố chất này sẽ giúp cho con người có được cái tâm chung thủy, một vợ một chồng đúng với đạo đức Phật dạy về gia đình và hôn nhân. Ba, không được tự cao tự đại. Tình yêu là một sự đối lưu. Đức Phật dạy quan hệ đó là bạn đồng hành. Các chàng trai không thể cho cô gái là lệ thuộc mình. Và khi trở thành vợ chồng, không thể bắt nạt và ứng xử bất công với vợ mình. Không thể ứng xử thối gia trưởng cho mình là số một, chỉ biết mình thể hiện thói ba hoa. Gia trưởng là kẻ thủ tiêu hạnh phúc gia đình. Lỗi ứng xử đó cho nên độc đoán không ai có thể chịu nổi. Vì đó phải chuyển hóa cái tâm cống cao và gia trưởng. 4. Không tự hạ thấp mình. Đối lập với cái thói cống cao là trạng thái tâm lý mặc cảm, tự ti, thiếu tự tin, sợ hãi và gần như là đánh mất chính mình khi trong tình bạn bị người còn lại phủ trùm, chi phối, dẫn dắt. Khi trở thành vợ hoặc là chồng sẽ dễ dàng trở thành một cái bóng mờ nấp sau lưng, do đó dễ bị giật dây. Nếu là người nữ mà có tính cách này đó thì dễ bị chồng ứng xử bạo lực gia đình, bao gồm bạo lực cảm xúc, bạo lực hành động và các hành hạ khác, làm cho cô gái sống ương chết dở, nỗi khổ niềm đau quấn quýt suốt cả một đời người. 5. Không ghen tuông bệnh hoạn. Trong tình yêu, chàng trai ấy có phải là chồng của mình đâu, cô gái ấy có phải vợ của mình đâu. Trong quá trình tìm hiểu, theo luật định, người mình thương được quyền tìm hiểu người khác, và mình cũng thế. Yêu á thì chỉ một người, có nhiều người vẫn không giữ được, bắt cá hai tay, bắt cá ba tay, bắt cá bốn tay, thậm chí là nhiều chục tay, và tay nào cũng phỏng và hư hết, để lại nỗi khổ niềm đau cho nhiều người nạn nhân. Và khi đối diện trước những tình cảnh như vậy, sự ghen tuông xuất hiện là một tâm lý rất phổ quát. Chị phụ nữ luôn luôn có chất ghen. Quảng Thư đã biện hộ mình trong chuyện Kiều: ghen tuông thì cũng người ta thường tình, đó là chuyện thường thôi. Người nam ghen đó thì đơn giản hơn, không có phức cảm như là người nữ. Vừa qua báo chí đưa tin ở Hà Nội, hai mẹ con đánh ghen một cô tinh địch bằng cách là đổ phân lên đầu cô ấy. Đó là sự kiện chưa từng có trong lịch sử đánh ghen tại Việt Nam. Những hành động đó đó làm cho người đánh ghen phải vướng vào hệ lụy pháp luật. Quan trọng là phải biết giữ người mình thương nhân cách, phẩm hạnh, các tố chất cần có mình hội đủ hết thì người mình thương không thể đến với người khác được. Còn nếu mình đã đủ hết mà vẫn đến với người khác, đó là kẻ chẳng ra gì. Mà đối với kẻ chẳng ra gì mà mình còn thương là quá dại dột. Phải tự chọn và quyết định con đường của tương lai. Cho nên đừng nên đánh ghen âm ỉ, tạc axit, thuê xã hội đen, hoặc là rạch mặt, rạch áo, xé áo tình địch ở dưới nơi công cộng để làm cho người đó bị xấu hổ. Hoặc như ở Bà Rịa Vũng Tàu, có một chị đã đánh ghen vì nghĩ rằng là nhân viên của mình á có vấn đề với chồng, cho nên đã buộc hoặc là chọn cái chết, hoặc là chọn xăm các con rết trên mặt và ở ngực. Người phụ nữ đánh ghen đó đã bị tuyên án mười mấy năm tù. Nếu mình là vợ chính thức, tìm cách để nuôi dưỡng tình yêu và giữ người mình thương, chứ đừng dại dột gì mà trở thành là kẻ tội phạm. Quay lại đánh giá về chính mình theo lời Phật dạy sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được đâu là gốc rễ của mất hạnh phúc trong tình yêu, đâu là những nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ, và đâu là những yếu tố có thể hàn gắn lại, nuôi dưỡng lại, làm mới
để cải thiện hạnh phúc. Đó là những điều mà các con cần phải suy tư thật nhiều. Và những điều này đó chỉ nên dành cho người đã từ 17 tuổi trở lên thôi, còn vị thành niên thì chưa nên bận tâm. Phần cuối cùng, những điều cấm kỵ trong tình yêu. Một, đừng quá hảo quyền, nghĩ rằng là mình có thể thay đổi tất tần tật cá tánh của người yêu. Khi nỗ lực đó không thành công thì đến lúc ta sẽ bị người đó thay đổi, hoặc mình phải tự thay đổi. Cái cảm giác bị người khác thay đổi sẽ tạo ra sự ưu phiền. Có nhiều người đưa ra tối hậu thư, gây áp lực, áp đặt, đó là những sai lầm. Tránh các cái bất đồng, đừng đào sâu vào nó, phát triển cái thái độ thông cảm, chấp nhận nhau, tôn trọng nhau, để cả hai cùng yêu và thương cho một tương lai tươi sáng. Hai, tránh thái độ kiểm soát. Có nhiều người đã thích kiểm soát người mình yêu bằng hàng loạt câu hỏi: em đang ở đâu, làm gì, với ai, bao giờ về, như thể là vợ chính thức, chồng chính thức vậy. Hoặc là bằng cấm đoán: không được đi chung với người A, không được ngồi chung với người B, không được chụp hình chung với người C. Và hàng loạt những cái cấm đoán làm cho người bị cấm đoán mệt mỏi. Hoặc là bằng mệnh lệnh: muốn làm cái gì, hỏi ý kiến của em, hỏi ý kiến của anh, rồi báo cáo trước, và mình phải được nghe trước. Hoặc là khi mà nhắn tin là phải trả lời liền, nhắn tin nhắn, khi gọi điện thoại phải bắt máy liền. Đó là những cách thức dẫn đến sự ngột ngạt, giống như là con chim trong lòng vàng, con cá ở trong chậu đá quý vậy, hoàn toàn không có lối thoát. Ba, đừng dính nhau như là keo sơn. Ai có quan niệm thương nhau rồi đó, 24/24 như bóng không rời hình, như âm vang không tách rời khỏi tiếng. Cái đó nó sẽ dẫn đến sự bão hòa trong tình yêu, sự chai lì cảm xúc. Và cái gì quen quá thì dẫn đến bị coi thường, bị nhàm chán, bị rời bỏ và đi tìm một cái gì khác với những gì mà mình đang có. Cái cảm giác bị đi kèm theo như là một sự bị tra tấn vậy. Cho nên trong tình yêu trong sáng phải biết tin tưởng nhau, nâng đỡ nhau, hỗ trợ nhau, để giúp cho nhau có một cái không gian phát triển việc học, phát triển nhân cách, phát triển tương lai và mối quan hệ với gia đình, quan hệ xã hội, và xa sâu hơn nữa, quan hệ với quốc gia và toàn thế giới. Chứ không phải đề người chỉ đơn thuần có tình yêu mà thôi. 4. Đừng nhắc hoặc so sánh người hiện tại với người cũ. Thói quen của các cô gái thường kể tất tần tật người mình thương năm trước, tháng trước, ngày trước. Càng so sánh, người nghe đó càng có cảm giác làm bị tổn thương. Đức Phật dạy đừng nên nói xấu, nhất là khi cuộc tình tan vỡ vì những lý do khách quan, chủ quan. Phê phán người cũ sẽ làm cho người mới có cảm giác sợ hãi rằng rồi đây mình cũng sẽ bị phê phán tương tự. Thái độ phê phán sẽ làm cho ta bị người khác đánh giá thấp, như là một kẻ nhỏ mọn. Nhắc lại người cũ theo kiểu nào cũng dở, nhất là nhắc các lỗi lầm của mình với người cũ, người xưa. Đức Phật dạy hãy khép quá khứ với quá khứ. Việc gì đã qua thì đừng nhắc lại nữa. Thời gian là viên thuốc để trị lành các vết đau. Người có tu học Phật rũ bỏ quá khứ càng sớm thì càng kết thôn với hạnh phúc sớm hơn. Phải biết tự trân trọng cảm xúc và để sống của mình, thể hiện chánh niệm với hiện tại. Ta quý trọng các giá trị hiện tại, sống một cách trọn vẹn với hiện tại, ta có được tương lai trong tầm tay. 5. Đừng quá tính toán. Ai lấy các tiêu chí cân đo đong đếm cho và nhận trong tình yêu quá nhiều, ai thiệt ai hơn, thì khó lòng mà có thể nuôi dưỡng tình yêu cao thượng được. Thái độ sòng phẳng trong nền văn hóa phương Tây khó có thể nuôi lớn được tình yêu. Và trong quan hệ, nếu ta đặt nặng cái vấn đề sòng phẳng quá thì ta lại kém đi sự quan tâm, sự hy sinh,
sự dành cho nhau những cái giá trị cao quý. Cho nên phải biết học lắng nghe, nâng đỡ để giúp cho người khác rũ bỏ được những lo lắng, phiền muộn, đau buồn, để cùng dìu nhau trên mọi bước của đường đời với tầm nhìn cao thượng để có được một phương trời cao rộng. 6. Đừng nói dối. Nói dối là tên sát thủ nguy hiểm nhất của tình yêu. Vì một lời nói dối nhỏ có thể tạo điều kiện tạo ra các lừa dối lớn. Uy tín con người phải được giữ bằng việc giữ lời. Cái gì làm được thì hãy hứa, không làm được thì đừng có chiều mà nói liều mạng. Nói được phải làm được, lời nói phải đi đôi với việc làm. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy hương các loài hoa không bay ngược chiều gió, chỉ có hương người đức hạnh, người chân thật và ngay thẳng ngược gió tung bay bốn phương trời. Xây dựng uy tín bằng sự chân thật, thẳng thắn, bộc lộ với tâm tư, chia sẻ những nỗi niềm.